Giống chuối xanh biếc kỳ lạ tưởng chỉ là Photoshop, nào ngờ có thật 100%, lại còn được trồng ở rất gần Việt Nam. Chuối là loại trái cây phổ biến trên khắp hành tinh của chúng ta. Với thật nhiều giá trị dinh dưỡng, chuối trở thành thứ đồ ăn ưa thích của nhiều người. Nếu tình cờ nhìn thấy hình ảnh đó, chắc hẳn bạn sẽ tặc lưỡi cho rằng công nghệ Photoshop thời nay thì có gì mà không biến hóa được. Tuy nhiên, đừng vội khẳng định, bởi những quả chuối kỳ lạ ấy thực sự tồn tại trên trái đất của chúng ta và nó được gọi là chuối Blue Java, chuối xanh Java. Ai cũng biết rằng, chuối khi chưa chín thì có màu xanh, vị chát, khi ngả sang màu vàng là chín và có vị ngon ngọt, để thêm nữa sẽ chuyển sang màu nâu. Đó là quy luật xưa như trái đất, chẳng có gì phải bàn cãi. Ấy thế mà đâu đó trên Internet lại xuất hiện hình những ảnh những quả chuối màu xanh nước biển. Ông Tham Khai Meng, cựu giám đốc sáng tạo toàn cầu của công ty quảng cáo Ogilvy, đã đăng một trạng thái trên Twitter cá nhân rằng tại sao không ai bảo tôi trồng chuối xanh Java. Được biết, giống chuối này chủ yếu được trồng ở Đông Nam Á, rất phổ biến ở Hawaii và một số nơi ở Trung Mỹ. Theo thông tin trên tờ Huffington Post, khi chín chúng mềm và mịn hơn chuối thông thường. Mặc dù giống chuối này sống ở vùng khí hậu nhiệt đới nhưng chúng có khả năng chịu lạnh khá tốt, nghĩa là chúng nhận được một lượng ánh sáng mặt trời phù hợp. Chuối xanh Java là cây lai tam bội giữa chuối hạt Moesa acerinatia và Moesa bambisiana, và chúng có thể phát triển chiều cao từ 4,5m đến 6m và lá của cây có màu xanh bạc. Theo các chuyên gia tại fastgrowingcheese.com, chuối xanh Java còn được gọi là chuối kem vì chúng mềm giống kem và có hương vani thơm lừng, khiến người ta nhớ đến sữa trứng vani hoặc các món mềm thơm. Chuối Java được sử dụng như một loại hoa quả thông thường. Tuy nhiên, người dân Hawaii có cách chế biến hấp dẫn hơn, đó là món sinh tố trộn cùng bơ và đậu phộng, thưởng thức lạnh rất ngon miệng. Ở Fiji, chúng được gọi là chuối Hawaii. Ở Philippines, chúng được gọi là Kri và ở Trung Mỹ, chúng được gọi là Senizo. Giờ thì bạn có muốn thử món chuối lạ này không?